Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh của mình. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho các bạn chiếc kệ sách nhỏ xinh này. Cùng với đó, mình cũng sẽ review nhanh những cuốn sách mà mình có ở đây, cùng một vài lời nhận xét cũng như là cảm nhận ngắn gọn của mình nha. Và không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Đây là cái tầng đầu tiên của kệ sách mình dùng để đặt những cuốn sách mang hơi hướng là đi sâu vào bên trong nội tâm của mình hơn á. Cuốn đầu tiên bên trái mà mình có đó chính là cuốn Cổ học tinh hoa. Trong đây là tuyển tập những câu chuyện nhỏ từ thời xa xưa ở đất nước Trung Quốc. Thì thông qua những cái câu chuyện nhỏ này á, những cái tư tưởng, những triết lý của các bậc thánh nhân như là Khổng Tử hay là Mạnh Tử, Lão Tử sẽ được truyền tải thông qua đó. Tuy là bây giờ thời đại đã đổi khác rồi nhưng mà những cái triết lý từ ngàn xưa mình thấy cho tới giờ vẫn còn ứng dụng được trong đời sống hiện nay. Tiếp theo đây là những cuốn về chủ đề chữa lành. Thì bên này mình có cuốn Homecoming, hồi sinh đứa trẻ bên trong bạn. Khi mà các bạn đọc cuốn sách này á, thì các bạn đều sẽ thấy hình bóng của mình ở trong đó. Hầu hết á, các nỗi đau từ thời thơ ấu như là bị bắt nạt, bị ba mẹ đánh đập hay là bị ngó lơ thì đều sẽ theo chúng ta từ bé cho tới lớn luôn. Và nó sẽ quyết định nên tính cách và cách hành xử của chúng ta khi mà mình trưởng thành. Và nếu như mà chúng ta không có chữa lành những cái tổn thương đó thì nó vẫn sẽ mãi đó và nó sẽ là một cái vòng lặp. Chúng ta sẽ lặp lại tương tự những cái hành động đó cho con cái của mình sau này. Trong cuốn sách tác giả có hướng dẫn cho chúng ta cách cụ thể để làm thế nào mình có thể dùng chính cái bản thể người lớn của mình để chữa lành cũng như là che chở cho cái đứa trẻ bên trong bị tổn thương của mình. Tiếp tục là chủ đề chữa lành thì mình có cuốn Ho'oponopono, Sống như người Hawaii, Chấp nhận biết ơn và tha thứ. Thì đây là cuốn sách mình được tặng và mình rất thích là cái bìa sách của nó. Nó được thiết kế rất là bắt mắt và đậm chất Hawaii. Không những bìa sách đâu mà bên trong này nè. Bên trong này cũng được minh họa rất là đẹp. Nó giống như một cuốn tạp chí vậy á. Nội dung sách nói về niềm tin của người Hawaii và các dạng năng lượng tự nhiên và cách để chúng ta có thể nuôi dưỡng những năng lượng tốt lành đó bên trong cơ thể của mình thông qua ba thái độ sống, đó là chấp nhận, biết ơn và tha thứ. Mé bên này là những cuốn sách mà có liên quan tới cái công việc của mình. Thứ nhất là mình có combo hai cuốn sách Thầy Cô Giáo Hạnh Phúc Sẽ Thay Đổi Cả Thế Giới. Cuốn sách này là của thiền sư Thích Nhất Hạnh và tác giả Catherine Weir. Đây có thể được coi như là những cái cuốn cẩm nang nuôi dưỡng chánh niệm trong ngành giáo dục. Sách bao gồm những cái phương pháp, những hướng dẫn rất là cụ thể và thực tế để mà các thầy cô áp dụng chánh niệm trong đời sống hàng ngày vào cả trong cái lớp học của mình. Ngoài ra ở đây thì mình có cuốn Kỹ năng quản lý lớp ở tiểu học và cuốn Quyền lực mềm, Bí quyết để trở thành thầy cô giáo hạnh phúc nữa. Tiếp theo là những cuốn sách mang hơi hướng tâm linh một chút. Thì ở đây mình có cuốn Hành trình về phương Đông nè. Cuốn sách này kể về câu chuyện một đoàn các nhà khoa học phương Tây đã đến Ấn Độ để tìm kiếm những cái bậc chân sư vĩ đại. Thì trong cái quá trình đó họ đã nhận ra được và chứng kiến những cái điều mà họ không thể nào tin nổi và không thể nào giải thích được. Đây chính là cái cuốn sách mà mình đánh giá rất là hay và nó là cái cuốn đầu tiên mà mở đường cho những cuốn sách tâm linh của mình sau này. Kế bên nó là cuốn Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau. Ồ, rớt cái gì vậy? Một cái bookmark. Rồi, cuốn Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau của một nhà tâm thần học tên là Brian Weiss. Cuốn sách nói về những cái linh hồn tri kỷ nè, dù có trải qua bao nhiêu kiếp sống ở những nơi nào đi chăng nữa thì chắc chắn là họ cũng sẽ gặp lại nhau. Cá nhân mình á thì mình rất là tin vào điều này. Trong sách có mô tả những cách mà để chúng ta nhận ra một linh hồn đã ở bên trong ta, những kiếp sống khác. Và thực sự là khi đọc đến đây mình cũng thấy khá là rùng mình, bởi vì chính mình cũng đã từng trải qua những cái khoảnh khắc như vậy. Nếu bạn nào tin vào luân hồi và chuyển kiếp thì có thể đọc cuốn sách này nha. Đây là combo hai cuốn Suy ngẫm đầu tiên vào buổi sáng, First in the Morning, và Suy ngẫm cuối cùng vào buổi tối, Last in the Evening. Tác giả Osho là một bậc thầy tâm linh người Ấn Độ rất là nổi tiếng rồi ha. Thì các bạn có thể nhìn qua đây là hai cuốn sách. Nó có hình thức khá là giống nhau từ cách trình bày đến phần nội dung. Mình mua combo hai cuốn này bởi vì mình thấy những cái lời ngắn gọn xúc tích trong một ngày như vậy nó rất là hay, và nó giống như là một cái câu gợi ý ra những cái suy nghĩ riêng của mình thôi. Có nhiều khi á mình cũng cảm thấy hơi khó hiểu các bạn, có lẽ là nhận thức của mình lúc này chưa tới nên có những câu mình chưa thể hiểu được. Ok, tiếp theo sẽ là một cuốn sách mà mình đánh giá cực kỳ cao, đó chính là cuốn Hiểu Về Trái Tim. Cuốn sách Hiểu Về Trái Tim của thiền sư Minh Niệm, Nghệ Thuật Sống Hạnh Phúc. Đây là cuốn sách mà mình cực kỳ tâm đắc và đã giới thiệu cho rất là nhiều bạn của mình rồi. Thì phải nói là mỗi lần đọc xong á, mình cảm thấy như là mình bị nhìn thấu tâm can vậy. Cuốn sách này khá là dày các bạn. Về độ dày thì có lẽ đây là cuốn sách dày nhất trong kệ sách của mình hiện tại, nhưng mà đọc cũng rất là nhanh. Lối viết của thầy Minh Niệm á, thì rất là gần gũi và dễ hiểu nhưng lại cực kỳ sâu sắc. Cuốn sách giúp chúng ta nhìn sâu hơn vào bên trong những cảm xúc của mình.
và từ đó là mình có thể thấu hiểu mình nhiều hơn. Đặc biệt là mình có thể cảm thông cho những cảm xúc của người khác nữa. Và kế bên đây là một cuốn Nóng giận là bản năng, tĩnh lặng là bản lĩnh. Cuốn sách là tập hợp những bài học và lời tâm sự về nhân sinh, luận về cuộc đời của đại sư Hoàng Nhất. Đối với mình thì con người sinh ra không thể nào tránh khỏi những sân si nè, nên là mình cũng vậy thôi, mình cũng phải thỉnh thoảng quay trở về để đọc lại những quyển sách như thế này. Tiếp theo là cuốn sách Con đường chuyển hóa của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Thì đây là một cuốn sách mình mua ngẫu nhiên tại nhà sách. Sau khi mua về thì mình mới biết nó gần như là một cuốn kinh đó mọi người ạ. Trong đó có kinh 4 lĩnh vực quán niệm và kinh quán niệm hơi thở. Đây là cuốn Nhà giả kim, thì đều cuốn sách kinh điển luôn ha. Và bên đây là những quyển sách của tác giả mình yêu thích, đó là Thu Giang, Nguyễn Duy Cần. Mình rất là thích phong cách viết của cụ Nguyễn Duy Cần. Có lẽ là mình phù hợp với phong cách viết của cụ nên là đọc cuốn nào mình cũng thấy hay hết. Đây mình ơi, mình có cuốn Văn minh Đông Phương và Tây Phương, Óc sáng suốt, Thuật yêu đương, Tôi tự học, Nhập môn triết học phương Đông và Cái dụng của thánh nhân. Tôi tự học là cuốn sách mà cụ Nguyễn Duy Cần bàn về những cái phương pháp học để chúng ta có thể lĩnh hội kiến thức một cách triệt để từ các nguồn học khác nhau. Đối với mình nói cái việc tự học nó rất là quan trọng, và mình thấy kỹ năng tự học là kỹ năng vua của mọi kỹ năng luôn á, nên là ai trong số chúng ta cũng cần phải trang bị cho mình cái kỹ năng này. Nhưng mà tự học như thế nào cho hiệu quả thì cuốn sách này sẽ hướng dẫn cho các bạn các phương pháp tự học, tự đào luyện cho mình một nền tảng văn hóa vững chắc cả về bề sâu lẫn bề rộng. Rất là hay nha các bạn. Ngoài ra thì ở đây mình có cuốn Thuật yêu đương. Nghe tự đề thì có vẻ giống như là những bí thuật, bí quyết quyến rũ đối phương quá ha. Tuy nhiên không phải vậy đâu các bạn. Nếu như mà phương Tây có cuốn Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim thì ở Việt Nam mình có cuốn Thuật yêu đương này. So với cuốn Sao hỏa sao kim thì Thuật yêu đương nó phù hợp với con người và truyền thống Á Đông của người Việt Nam mình hơn. Tiếp theo là cuốn Cái dụng của thánh nhân. Mình thấy đây là một cuốn sách khá là hay, bàn về đức tính điềm đạm mà mình nghĩ là ai cũng nên rèn luyện để có một nội tâm mạnh mẽ trước mọi sóng gió từ bên ngoài. Mỗi ngày trọn một niềm vui. Đây là một cuốn sách được viết bởi một nhà sư trụ trì người Nhật Bản là Nansen Osho, để mỗi ngày sống là một ngày trọn vẹn niềm vui và hạnh phúc. Cuốn sách bao gồm các quy tắc, mỗi quy tắc sẽ gắn liền với một câu chuyện của nhà sư trụ trì luôn. Và cách kể chuyện của thầy cũng rất là hài hước, gần gũi và vui vẻ nữa. Đây là một cuốn sách mà mình nghĩ là rất phù hợp để đọc những lúc chúng ta hơi mệt một chút, hoặc là những lúc tâm trạng mình đang phấn chấn thì đọc xong lại được nhân đôi thêm niềm vui. Đây là cuốn sách Sống với thực tại. Lúc mình nhìn thấy cuốn này ở nhà sách đó, thì mình nhớ ngay tới cái câu nói của Lão Tử, đó là nếu bạn thấy buồn khổ, bạn đang sống trong quá khứ. Nếu bạn thấy lo lắng, bạn đang sống trong tương lai. Và nếu bạn cảm thấy bình an là bạn đang sống ở hiện tại. Và thế là mình mua nó luôn đó bạn. Nhưng mà mình chưa có đọc. Đây là một cuốn sách rất là dễ thương các bạn ơi. Cực kỳ cute fume que luôn. Với hình minh họa là các bạn thú rất là dễ thương, các bạn có thể thấy đây ha. Trời ơi, mình cực kỳ mê cái minh họa này luôn á. Ngoài cái minh họa ra, kèm với đó là những cái câu nói để chúng ta thể hiện lòng biết ơn mỗi ngày đối với vạn vật xung quanh nè. Tiếp theo là một cuốn Bình tĩnh sống. Đây là cuốn sách mà mình mua chung với cuốn Nhật ký biết ơn này nè. Thì lý do chắc các bạn cũng biết rồi ha, tại vì nó quá là dễ thương. Cuốn sách rất là nhỏ xinh và trong đó có những hình minh họa cũng rất là sáng tạo đó các bạn. Điều đặc biệt là nó cung cấp cho chúng ta những cái bài tập nho nhỏ về chánh niệm mà mình có thể thực hiện mọi lúc mọi nơi. Và những ai á mà mới bắt đầu làm quen với chánh niệm hay là thiền định thì có thể tham khảo cuốn sách này nha. Cuốn sách cuối cùng trong cái tầng đầu tiên của mình đó chính là cuốn Muôn kiếp nhân sinh. Giống như cuốn sách Hành trình về phương Đông mang tính tâm linh mà tác giả Nguyên Phong đã dịch trước đó, thì cái cuốn Muôn kiếp nhân sinh này cũng vậy, nhưng mà là do chính tác giả viết qua những trải nghiệm tiền kiếp của một người bạn doanh nhân kể lại. Sau khi đọc xong cuốn này á, thì mình cũng đã có cái nhìn sâu sắc hơn về luật luân hồi cũng như là luật nhân quả. Thì đây là một cái bản mini mình có thể dễ dàng đem theo bên mình. Ngoài ra thì tác giả Nguyên Phong cũng đã có cuốn Muôn kiếp nhân sinh 2 rồi, tuy nhiên là mình vẫn chưa có mua nó. Đây là một vài hình ảnh ở trong cuốn sách ha. Đây là tầng thứ 2 của kệ sách của mình. Trong tầng thứ 2 này mình dùng để những cái cuốn sách mà nó thiên về kỹ năng sống hơn. Ở phía bên phải thì mình có để một cuốn sách, đó là Sức mạnh tiềm thức. Mình được tặng cuốn này hồi năm ngoái. Nhìn khá là to nhưng mà cầm lên cực kỳ nhẹ tay nha các bạn. Theo như lời giới thiệu thì cuốn sách sẽ giúp chúng ta khơi gợi lên những cái năng lực phi thường ở trong mỗi con người để tạo dựng nên cái sự tự tin và từ đó có thể đạt được những điều mình mong muốn.
Mình thì chưa đọc cuốn này nhưng mà mục tiêu của mình là sẽ đọc nó trong năm nay. Tiếp theo là một cuốn sách cực kỳ nổi tiếng, Sapiens, lược sử loài người, tác giả Yuval Noah Harari. Đây là một nhà sử học người Do Thái á. Một cuốn sách rất là hay và nó sẽ mở rộng vốn kiến thức của các bạn lên rất là nhiều luôn. Cuốn sách sẽ đưa chúng ta đi qua các mốc quan trọng trong quá trình tiến hóa và phát triển của con người, như là cách con người được hình thành nè, sau đó là phát triển nông nghiệp ra sao, tạo ra tiền như thế nào, nguồn gốc của tôn giáo, cho đến những cái vấn đề của thời đại ngày nay. Thì tất cả đều sẽ được giải thích một cách chi tiết và đào sâu vào các vấn đề then chốt. Mình thật sự rất là ấn tượng khi mà đọc đến cái phần mà tác giả viết về những con vật được nuôi ra sao để lấy thịt, cùng với những cái nhìn rất là nhân văn của tác giả. Tuy nó cũng không phải là một cuốn sách dễ đọc, nhưng mà nội dung và giá trị nó mang lại mặt kiến thức thì rất là tuyệt vời luôn. Các bạn nên đọc nó nha. Tin là các bạn sẽ được mở rộng vốn kiến thức lên cực kỳ nhiều luôn. Cuốn sách Nguồn gốc của Trịnh Xuân Thuận. Đây là một cuốn sách thiên văn học duy nhất mà mình có, và mình được cho cuốn sách này cũng cách đây mấy năm rồi, nhưng các bạn có thể thấy là gì? Nó cũng khá là cũ rồi. Mà cầm lên xem qua cuốn sách này mới thấy là đúng thật là mình nhỏ bé đến như thế nào luôn á. Ở đây có rất là nhiều hình minh họa, từ có màu cho đến in trắng đen. Cuốn sách này thì viết về các thiên hà của dải ngân hà nè, các hành tinh trong hệ mặt trời, cũng như là giải thích các hiện tượng khoa học khác luôn. Kế bên đó thì mình có cuốn Tốc độ của niềm tin, được đánh giá là một trong những cuốn sách hay nhất về chủ đề xây dựng thương hiệu doanh nghiệp. Tiếp theo, một cuốn sách mà mình cực kỳ highly recommend các bạn đọc, đó chính là cuốn Thay đổi tí hon, hiệu quả bất ngờ của James Clear. Đây là cuốn sách nói về cách để xây dựng các thói quen lớn từ những thói quen nhỏ, cách để triệt tiêu những thói quen xấu dựa trên cơ sở tâm lý của con người. Thì đây là cuốn sách đầu tiên mà mình đọc trong năm 2022 và mình thực sự rất là thích nó. Mỗi ngày chúng ta chỉ cần tốt hơn 1% thôi, và hãy để điều đó diễn ra đều đặn, và sau này khi mà ngoảnh lại á, thì mình sẽ không biết được là mình đã thay đổi như thế nào nhờ 1% nhỏ bé lúc đầu đâu. Cực kỳ hay nha các bạn. Tiếp theo đó là một cuốn sách về đầu tư, tên là Đầu tư hiệu quả của tác giả Mark Dampier. Đây là một nhà đầu tư của Đức Anh. Ông nói về chủ yếu việc đầu tư vào các quỹ tài chính của ông. Tài chính không phải là lĩnh vực của mình đâu, nhưng mà gần đây thì mình cũng có quan tâm tới nó một chút, nên mình đã mua cuốn này. Đối với một đứa không chuyên như mình thì cuốn sách này mình đánh giá là dễ đọc, dễ hiểu. Hiện tại mình vẫn chưa đọc xong và vẫn đang đọc nó. Tiếp theo đó là cuốn Nguyên lý 80-20. Theo nguyên lý 80-20 thì là đại đa số mọi thứ trong cuộc sống không được phân phối đều nhau, và chỉ khoảng 80% kết quả là do 20% nguyên nhân gây ra thôi. Và chúng ta có thể áp dụng cái nguyên lý này vào trong rất là nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc sống, đặc biệt là trong quản lý thời gian và quản trị năng suất làm việc. Nên là mình có cuốn sách Đắc Nhân Tâm. Cuốn này thì quá là kinh điển rồi. Đọc vị tâm tư qua ngôn ngữ cơ thể. Vì rất là bắt mắt đúng không các bạn? Tâm lý với hành động của chúng ta có liên quan chặt chẽ với nhau. Và cho dù chúng ta có đang cố che giấu điều gì và kiểm soát hành vi của mình, thì những biểu hiện đó cũng sẽ bộc lộ ra ở những hành vi cử chỉ nhỏ trên cơ thể. Và cuốn sách này sẽ chỉ cho chúng ta những dấu hiệu đó để mình có thể nắm được các trạng thái tâm lý của đối phương. Và tiếp theo đây là một cuốn sách mà mình cực kỳ muốn giới thiệu tới các bạn trẻ, đó là cuốn Một ngày của tôi có 48 giờ của tác giả Anh Tuấn Lê. Anh Tuấn Lê là một tác giả trẻ hay viết về các nội dung hướng nghiệp cũng như là các tips hay để hoàn thiện bản thân cho các bạn trẻ. Cuốn sách này tác giả đã viết về những cách đơn giản nhưng mà siêu hữu ích, lại còn dễ thực hiện để chúng ta tạo dựng nên 12 thói quen gọi là healthy và balanced đó. Giọng văn của anh Tuấn Lê cũng rất là gần gũi, thân thiện và dễ thương nữa. Cái bookmark của cuốn sách này hình tròn cũng cute quá trời luôn các bạn. Rất là đáng yêu. Các bạn trẻ, học sinh, sinh viên nên đọc nha. Rất là hữu ích đó. Thiết kế một cuộc đời đáng sống. Cuốn sách này thì mình được em gái tặng và mình cũng đã đọc được 80% rồi. Đối với những bạn mà đang cảm thấy lạc lõng, không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng lại thực sự nghiêm túc muốn xây dựng một cuộc sống thú vị, ý nghĩa, nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, thì có thể tham khảo cuốn sách này nha. Tiếp theo là cuốn Cuộc đời rực rỡ, đường sống không màu của tác giả Lý Tư Viên, một tác giả người Trung Quốc. Thì cuốn này mình chưa đọc nhưng coi review trên mạng thì thấy nó khá là hay. Cuốn Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu của Rosie Nguyễn. Mình thấy lifestyle của cái chị này cũng kiểu tự do khám phá và trải nghiệm, nên mình cũng rất là thích cái phong cách sống như thế. Tuy nhiên sau khi mua về đọc thì mình cảm thấy có lẽ là
mình không phù hợp cho lắm với cách viết của tác giả nên mình cũng ngưng không đọc nữa. Và đây là một cuốn tiểu thuyết có tên là Điều Kỳ Diệu Của Tiệm Tạp Hóa Narnia. Cuốn sách này mình được một người chị tặng hồi cuối năm ngoái, mình cũng chưa đọc. Và sorry chị, nếu chị có coi được video này thì cũng đừng buồn cho người em này nha. Ở đây mình có ghi lại. Tiếp theo là một cuốn sách cũng dễ thương không kém, đó chính là Tôi Và Mèo Đều Rất Nhớ Em. Trời ơi, cái bìa sách này nè cực kỳ đáng yêu đúng không mọi người. Sách này mình cũng được tặng vào cuối năm ngoái luôn. Mình cũng đã đọc qua một vài dòng trong cuốn này thì thấy nó viết về những cái câu chuyện tình yêu hài hước, dễ thương. Cuốn sách sẽ nạp thêm cho các bạn một chút đáng yêu, vui vẻ và cuộc sống, rất phù hợp để đọc thư giãn sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Và bên này thì mình có cuốn Người Chọn Nghề Hay Nghề Chọn Người. Thì mình mua cuốn sách này lúc mới ra trường á, lúc còn ngơ ngơ ngác ngác về tương lai á mọi người. Sách này về chủ đề hướng nghiệp, phù hợp với các bạn trẻ hay những người còn đang loay hoay chưa tìm được hướng đi phù hợp cho riêng mình thì có thể tham khảo nha. Tiếp theo đây là một cuốn sách mình rất ấn tượng với cái bìa. Ấn tượng tại vì sao? Nó quá là đơn giản luôn. Sách có tên là Đúng Việc của Giảng Tư Trung. Sách gồm 4 phần, đó là bàn về làm người, làm dân, làm việc và làm giáo dục. Thì mình thấy cuốn sách này rất là hay và chắc chắn trong tương lai mình sẽ đọc lại nó. Mình rất thích giọng văn chính luận của tác giả, ai cũng nên đọc một lần nha. Lối sống tối giản của người Nhật của tác giả Sasaki Fumio. Đây có lẽ là cuốn sách nổi tiếng viết về lối sống tối giản mà những ai quan tâm tới lối sống này cũng đã từng nghe qua. Trong cuốn sách này, ngoài những bí quyết cắt giảm đồ đạc hữu ích ra thì tác giả còn chia sẻ về những lợi ích to lớn của lối sống tối giản mà đâu đó mình thấy. Và mình bỏ bớt đi những cái thứ đồ mình không cảm thấy không cần thiết á, thì mình cảm thấy rất là vui vẻ và nhẹ nhõm các bạn ạ. Và chắc chắn là mình sẽ đọc lại nó trong tương lai. Mỗi lần vấp ngã là một lần trưởng thành. Trong đây mình thấy có rất là nhiều đoạn văn, đoạn trích nói rất là hay. Và mình có thể trích ra để làm câu quote riêng cũng được. Và không biết có phải là nó có nhiều câu quote như vậy hay không mà mình cảm thấy hơi bị ngột đó mọi người. Kiểu như là xuyên suốt những trang mình đọc á, ở đâu cũng là câu nói hay 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 hết. Bạn nào đây cũng đọc cuốn này và cũng cảm thấy hơi hơi ngột như mình đó thì comment để mình biết là mình không cô đơn nha. Bên này là những cái cuốn sách mà có lẽ rất hữu ích cho các bạn học sinh sinh viên, đó là Muôn Màu Lập Luận, Văn Học Việt Nam Hiện Đại và Thi Nhân Việt Nam. Và từ phần này trở đi là phần sách dành cho các quý cô, dành cho các cô gái. Đầu tiên ở đây mình có cuốn sách Quy Tắc Của Sự Thanh Lịch của tác giả người Nhật Emiko Kato. Thì cuốn sách này rất là nhỏ xinh các bạn, nhỏ xíu mà xinh xắn nữa. Giống như cái tên của cuốn sách thôi, nó chứa đựng những cái quy tắc khiến bạn trở nên thanh lịch hơn. Và trong đây mình có một cái quy tắc mà mình cực kỳ nhớ, đó là quy tắc đôi cánh thiên thần. Thì cái quy tắc này gợi nhớ mình là luôn luôn phải đứng thẳng lưng lên. Và ở đây mình có combo hai cuốn sách, đó là Bình Tĩnh Khi Ế, Mạnh Mẽ Khi Yêu và Sống Bản Lĩnh Theo Cách Một Quý Cô. Đây chính là cái bản tiếng Việt của sách Đình Đám On The Rules của hai tác giả Ellen Fein và Sherry Schinner. Tên này khó đọc quá, mình không biết đọc sao cho đúng nữa. Cuốn sách nhắc nhở phụ nữ về việc yêu bản thân và nâng tầm giá trị cho chính mình, đặc biệt là các quy tắc ứng xử đúng đắn trong tình yêu và các mối quan hệ xung quanh. Các bạn nữ dù ở độ tuổi nào thì cũng nên đọc hai cuốn này nha. Mình đánh giá cao hai cuốn này. Tiếp theo mình cũng có hai cuốn có hình thức cũng khá là giống nhau, đó là Ôn Nhu Cũng Là Quyến Rũ của Cổ Minh và Bạn Đắt Giá Bao Nhiêu của Vãn Tình. Cách xây dựng nội dung của hai cuốn sách này thì giống như cái hướng là đưa ra những cái câu chuyện cụ thể cũng như là những cái tình huống phổ biến trong đời sống, kèm theo đó là những cái lời khuyên mà tác giả đưa ra. Cảm nhận của mình về hai cuốn này cũng khá là ổn. Theo là cuốn Man Chase Woman Choose, Chuyện Tình Yêu Bạn Biết Được Bao Nhiêu của thạc sĩ sinh học Don Masla. Cái cuốn sách này nó sẽ phân tích và đào sâu hơn vào những cái vấn đề tâm lý, khoa học về hành vi của hai phái khi yêu. Và mình cảm thấy khá là thú vị khi đọc về tình yêu dưới góc nhìn khoa học như vậy. Đây là combo hai cuốn sách Nói Luôn Cho Nó Vuông và Cư Xử Như Đàn Bà Suy Nghĩ Như Đàn Ông của tác giả Steve Harvey. Đây là hai cuốn sách viết về đề tài tâm lý học, giúp cho phái nữ hiểu hơn về suy nghĩ cũng như là thái độ của đàn ông trong công việc, tình yêu và cuộc sống. Vì Steve Harvey là một danh hài nổi tiếng nên là cách viết của ông cũng rất là dí dỏm, lôi cuốn và gần gũi.
Và quyển sách cuối cùng mình có ở trong tầng 2 đó chính là Bạn mong chờ gì ở người phụ nữ của mình. Lúc trước nó có tên là Người vợ quy hàng và sau này nó đã được đổi tên. Cuốn sách nói về những cái cách ứng xử khéo léo và các giải pháp tích cực trong hôn nhân để xây dựng nên một cái gia đình lành mạnh. Đặc biệt là các bạn nữ đang có gia đình hay là đang chuẩn bị lập gia đình thì rất nên đọc để biết nha. Đây là tầng 3 của cái kệ sách của mình. Thì mình đã để những cuốn sách mà mình học ngoại ngữ nè, cũng như là những cuốn sách khoa học và một số sách truyện, tiểu thuyết khác. Mé bên này mình để những cuốn sách học ngoại ngữ của mình, hai cuốn sách khoa học mà mình gọi là hai cuốn sách tuổi thơ của mình luôn á. Nó cũng đã cũ rồi, giấy rất là cũ rồi. Mình rất là thích cái kiểu minh họa như thế này nè, phù hợp cho các bạn thiếu nhi thiếu nhi để học về khoa học luôn. Mình sẽ giữ lại chúng cho đến đời con của mình cho nó đọc, không biết có giữ được không nữa. 10 vạn câu hỏi vì sao, 10 vạn câu hỏi vì sao với chủ đề thực vật nè, con người, động vật, vũ trụ và vật lý. Ô, lại là một cuốn sách vũ trụ nữa, mình tưởng mình có một cuốn sách nguồn gốc kia thôi chứ. Hồi mình còn nhỏ xíu thì bộ sách này cực kỳ nổi tiếng luôn, mình vẫn chưa đọc hết. Mình đang có ý định tặng lại bộ sách này cho ai cần hơn, nhưng mà mình cũng muốn giữ lại. Thôi để tính sau vậy. Bên này là ba cuốn sách của bác Nguyễn Nhật Ánh, Bồ Câu Chung Mấy Vòm của Dương Thụy, Yêu Đi Đừng Sợ, và hai tác phẩm của Nguyễn Ngọc Tư. Một cuốn là Tiểu Thuyết Sông và một cuốn là Cánh Đồng Bất Tận. Đặc biệt là mình rất thích cuốn sách này các bạn ơi. Có những ngày mà mình muốn trốn sự đời, nhìn nước chảy mây trôi, thì mình sẽ lấy ra vài mẫu truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư trong cuốn Cánh Đồng Bất Tận này để mình đọc. Và đây là cuốn 99 lá thư gửi cho chính mình của Miêu Công Tử. Mình mua cuốn sách này là vì mình bắt gặp một vài lá thư ngẫu nhiên được trích ra từ cuốn sách này trên mạng. Lâu lâu cảm thấy cuộc đời chông chênh thì lật ngẫu nhiên ra vài trang để xem thông điệp mà vũ trụ gửi cho mình là gì. Thông qua mấy trang sách này cũng khá là thú vị. Ở đây mình có một cuốn sách rất là dễ thương, chính là Vui Vẻ Không Quạo. Một cuốn sách mini đáng yêu mà mình được tặng. Trong đây có vài câu nói ngây ngô mà lâu lâu cũng xen vài câu hơi trầm mặc một chút á. Nhưng mà tổng thể lại là cực kỳ dễ thương nha mọi người. Tô Bình Yên Vẽ Hạnh Phúc, một cuốn sách về tô màu các bạn ơi. Mình cũng được tặng luôn. Cái màu xuống nó bị lem ra á. Mình tô thì mình tô kiểu như tô chơi vui thôi, chứ cũng mình cũng không phải là cái tay gì cho lắm. Và đây là cái ngăn thứ tư mà mình có. Thì ở đây mình để những cái cuốn sổ ghi chép của mình mỗi ngày. Và mấy cái này thì có bút của mình nè, mình để bút nè, một cái bút mát, bút lông, những cái giấy nốt. Vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hy vọng là nó đã có chút gì đó hữu ích đối với các bạn. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nha. See you.